Khu nội trú này được xây dựng và đưa vào sử dụng cuối năm 2009 với kinh phí hơn 3 tỷ đồng để phục vụ cho học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Dự án này từng là khu nội trú có 24 phòng chức năng, đầu tư rất khang trang. Và đây là những gì còn lại sau khi đưa vào sử dụng. Cửa sổ, giường, điện thắp sáng không còn nguyên vẹn do bỏ hoang nên người dân chăn thả bò, xả rác trong khu này. Nguyên nhân bỏ hoang là do khu nội trú xa trường học, cách biệt với khu dân cư nên không tiện đi lại và sinh hoạt cho các em học sinh. Hơn nữa, cũng do xa khu dân cư khiến học sinh lo lắng không đảm bảo an ninh trật tự nên mới thuê nhà trọ gần trường để cho an toàn. Xa trường nên không với lại không thuận tiện cho việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày của em. Hiện nay là em thuê nhà trọ ở đâu? Dạ, không có Ngô Quyền. Cái việc dê thôi này nó có tốn tiền cho em không? Dạ, có. Từ cái điểm của khu nội trú đến với là cái khu trường học thì khoảng hơn 2 cây số, và trước đây thì cái đường đất nên là đi lại nó khó khăn và cái điều kiện của đời sống của các em nó còn khó khăn, các em là xin ở là nhiều. Mà sau này thì coi như là cái khu nội trú này là các em đồng bào, học sinh đồng bào là không chùa ở nữa, thì các em là đi bộ từ ngoài đấy vào trường là rất xa. Nên là từ năm học 2017-18 thì coi như trước đây nữa là coi như là các em không có ở, nên là sau này là trường mới báo cáo sở lượng đào tạo và đã được cấp sở đồng ý và khu nội trú này là chuyển bàn giao lại cho cái quyền của thuộc lĩnh vực của Ủy ban nhân dân huyện. Vậy chính quyền huyện Sông Hinh xử lý khu nội trú tiền tỷ này như thế nào? Ông Đặng Đình Toại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sông Hinh cho biết, năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện và dự kiến sẽ tách trường trung học cơ sở ở thị trấn Hai Riêng ra làm hai trường, nên đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Sông Hinh nhận khu nội trú về chuẩn bị cơ sở vật chất để tách trường. Tuy nhiên, sang năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện Sông Hinh chưa kịp tách thì nghị quyết số 18 của tỉnh ủy Phú Yên không cho tách trường và phải nhập trường nên huyện lại loay hoay không biết xử lý như thế nào.